ao nuôi tôm D25 thu nhập từ 386 triệu. Làm ao lót bạc có đường kính 25m, 598 khối tại công ty Aquamina. Nếu thả tôm thịt mật độ cao 200 con trên mét vuông thì tổng số tôm thả là 98.200 con. Khi nuôi trong vòng 90 ngày tôm đạt size khoảng 30-33 con trên 1 kg. Tôm thả ban đầu là 98.200 con trừ hao 20% còn khoảng 78.560 con thu về khoảng hơn 2,5 tấn tôm. Với giá tôm hiện tại khoảng 149.000, bà con lấy 2,5 tấn tôm nhân với 149.000 được 386.208.000.